Cỏ đa năng bên em đang phân phối trên thị trường. Đấy, chúng ta là nhìn thấy ba mẫu xay giò bên em đặt theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, đấy, từ trái qua phải, từ nhỏ đến lớn. Ba dòng này đều là dòng xay giò nhé, nó có thể xay đa năng các loại khác như là tôm cua cá, xay chả, xay chả lụa, giò giò hay là mọc hay là các cái nguyên liệu mà chúng ta cho xay vào như là gừng, riềng, sả đều xay được hết nhé. Đầu tiên quý vị và các bạn nhìn đến chiếc máy nhỏ nhất. Đấy, các bác có thể nhìn thấy cái bao đá của nó rất chắc chắn và bằng inox 304 luôn ạ. Nồi cũng vậy. Con này là dòng nhỏ, đường kính nồi của con này là đường kính phi 22. Phi 22. Chiếc máy này thì là sử dụng dao 3 lưỡi. Đấy. Hay là người trong nghề gọi là dao 3 cánh. Con này có thể xay tối đa 1,5 kg. Điện áp 220V, model là 1100W. Con này là ký mốt nha anh em nhé. Chiếc máy này là dòng mini thì nó được tích hợp thêm một chiếc cần đánh ruốc khá là tiện. Cần đánh ruốc này để chúng ta tháo dao ra và chúng ta đánh ruốc cực kỳ tuyệt vời. Đấy. Chiếc công tắc thiết kế bên sườn khá là hay. Các bác phải nhìn thấy, chúng ta có thể bật tắt rất là đơn giản thôi. Đấy, bật tắt như vậy nó khá là tiện. Không phải chúng ta không phải phải cắm điện trực tiếp, nó cảm giác sẽ không được an toàn. Đấy, có một cái công tắc. Thì bây giờ sẽ bật cho các bác xem nhé. Mà này chạy rất êm. Đấy. Đấy, anh em có thể thấy vì là dòng này là dòng máy bên em để trưng bày nó vẫn còn rất là mới, vừa ra lò sản xuất cho nên là hơi sát một chút, chạy một thời gian thì cốt được trơn ra nó sẽ không kêu như vậy nhé các anh nhé. Tiếp đến là dòng to hơn, con này được kính nồi là 24 cm. Đấy, nó hơn một găng tay em chút xíu, 24 cm. Thì con này sử dụng motor là 1,5 kW, điện áp 220V. Đấy, đây là hàng Việt Nam chất lượng cao anh em nhé. Thiết kế khung con này là từ dòng này là bọn em thiết kế khung 4 chân, khung 4 chân và cấu chân đệm lót chân nhựa để chống rung rất là tuyệt vời. Đấy, con này thì thiết kế đặc biệt hơn, con này dòng này bên em vừa mới ra lò thôi, con này sử dụng dao rút 3 cánh rất là đẹp. Các bác nhìn thấy chưa, có một cái dòng mini nào làm dao rút được đâu. Dao rút này cực kỳ đẹp và chắc chắn, chúng ta tháo ra rất là dễ dàng, vệ sinh vẫn khá đơn giản. Đấy, anh em có thể nhìn đấy, khi tháo con dao ra chúng ta vệ sinh cái nồi này thì cực kỳ dễ luôn. Đấy, con này cũng có cần đánh ruốc luôn, con này thiết kế khá là tuyệt vời, một chiếc cần đánh ruốc đi kèm cũng bằng inox 304 rất là sáng bóng, một cái trục rất là đẹp. Đấy, bây giờ con này cũng vậy thôi, từ dòng motor này nó cũng dòng motor nhỏ thôi, 1,5 kW, thì chúng ta sẽ sử dụng cái công tắc cũng bên sườn thôi. Đấy. À, em chưa cắm điện, em cắm điện các bác xem nhé. Dòng này là dòng xay đa năng lắm đấy ạ, nó thêm cả cái đánh ruốc cũng rất là hay. Đấy các bác nghe không, nó là con dao nó lựa vào trong cái cá thì ra nó cạch một cái thôi, còn đâu nó chạy cực rất là êm luôn anh em thấy. Bốn chân chạy im lìm không vung nắp gì cả. Đấy, một mẻ giò các bác xay con này nó chừng 2-3 phút là sẽ hoàn thành một mẻ, khá là nhanh đấy. Chiếc dao thiết kế rất là hay, khi chúng ta muốn tháo ra vệ sinh chỉ cần rút ra thôi, chúng ta lấy cần đánh ruốc vào lắp tương tự như vậy, chúng ta bỏ ruốc vào chúng ta gạt công tắc là chạy là sẽ đánh tơi ruốc luôn. Cuối cùng là dòng lớn nhất, dòng này đường kính nồi là 28 cm các bác nhé. Con này có thể xay tối đa lên chừng khoảng 3 cân thịt để chúng ta làm giò. Chiếc dao của con này thì nó khá là chắc đấy, chúng ta phải rút con dao này ra vệ sinh. Chúng ta ở đây nó có cá này các bác có thể nhìn thấy. Đấy, dao này rất là chắc, nó ở đây nó có 2 cái cá để nó làm con dao này gần như đứng im trong này nên là nó rất là chắc đấy. Con này chúng ta phải có gõ một chút rồi mới tháo ra được. Đấy, đây là chiếc vung của nó. Toàn bộ những dòng máy này đều sử dụng vung kính các bác nhé, chúng ta dễ dàng nhìn thấy bên trong nguyên liệu đang hoạt động. Đấy, chiếc máy hoạt động và nguyên liệu nó đang trộn đây, khi nào chúng ta xay cảm thấy ưng ý thì ok. Cả ba dòng này thì chúng ta đều dùng cơ chế đổ ngược về sau rất là tiện lợi. Đấy, các bác đổ ngược nó về sau để lấy nguyên liệu ra một cách dễ dàng. Chúng ta xay 1 cân hay chúng ta xay 2 cân chúng ta đều nhìn thấy cả, nó khá là tiện. Dòng lớn này là dòng công suất to này, ra là chúng ta sẽ được thiết kế một chiếc automat khá là lớn, automat Nhật Bản. Đấy, em bật công tắc các bác nghe nhé.
này dòng motor tốc nhanh 2900 vòng phút, nó chạy rất là nhanh. Thành ra nó chạy khá là tuyệt vời. Xay giò, xay chả cực kỳ nhuyễn luôn. Các bác cho thịt tươi vào, thả cả một cân vào cái máy to đấy, nó đều xay rất tốt nhé. Thì trên đây em đã giới thiệu cho quý vị và bạn xem về chiếc máy xay giò.